võ công của các trò đúng là đã tiến bộ vượt bậc. Ta tin rằng không lâu nữa các trò sẽ có thể xuất môn và dùng chính võ công của mình để đi cứu nhân độ thế, giúp ích cho đời, từ đó nâng cao uy tín cũng như danh tiếng của võ đường lên một tầm cao mới. Và muốn được như vậy, ta yêu cầu các trò phải siêng năng tập luyện hơn nữa, và sau này dùng chính võ công của mình đi phát tờ rơi cho võ đường mau nổi tiếng. Đây, chia ra nhau, chia ra. Rồi quận 3, quận 5, quận 7 nghe không? Đây quận 4, rồi Nhà Bè, Bình Chánh. Rồi con ra đại lộ Đông Tây luôn nghe không? Tất cả vào vị trí. Hãy nhớ lấy lời của ta. Muốn thành công thì phải có truyền thông. Luyện tập võ công giúp ích cho đời. Đi phát tờ rơi kiếm thêm thu nhập. Không lâu nữa đâu, võ đường của ta sẽ có thể phát dương quang đại. Alo, Bần Tăng nghe đây. Không phải, ta là võ sư Diệp Ván đây. Cái gì? Nhà ngươi muốn đến đây để tầm sư học đạo à? Ta e rằng hơi trễ rồi. Bởi vì ngay lúc này, tại võ đường của ta rất đông người, họ đang chen chúc ngoài kia. Ê, xếp hàng vô, ta đuổi về hết bây giờ. Sư phụ, tắt điện thoại đi, con tới rồi. Hay quá, ta mới vừa đuổi tụi nó về xong. Yên tâm đi, ta sẽ dẫn con làm đồ đệ cuối cùng của ta. Sư phụ, con đã nghe danh sư phụ từ rất lâu, hôm nay cũng quyết tâm đến đây để tâm sư học đạo. Quỳ xuống. Dạ. Phàm là người học võ công và muốn vào được võ đường của ta, võ đường Ipro chuyên đào tạo những nghệ sĩ đường phố có tên tuổi, thì phải hội tụ đủ những phẩm chất sau đây: tôn sư trọng đạo, kính lão đắc thọ, kính trên nhường dưới, chỉ ngã em nâng. Lỗi, ta nhầm. Nói chung là rất khó, con có làm được hay không? Dạ được. Được, đứng lên đi. Dạ. Con muốn học bộ môn võ công nào ở võ đường của ta? Dạ thưa sư phụ, con muốn học môn tuyệt đỉnh nhất. Như vậy, ta sẽ bàn tới vấn đề học phí. Đúng rồi. Tất cả bộ môn ở đây đều đồng giá 150.000 một tháng. Quá rẻ. Đào tạo 80 năm mới xong. À, quá lâu. Cho nên ta khuyên nên học khóa siêu tốc đi. Đóng một lần một 15 triệu, đào tạo 15 phút ra nghề luôn. Quá nhanh. Con chấp nhận. Được. Ngay bây giờ ta sẽ dắt con đi tham quan võ đường và tìm ra bộ môn nào tuyệt đỉnh nhất mà con muốn học. Đầu tiên là môn công phu được mang tên Cạp Đồ Công. Cạp Đồ Công là môn công phu chuyên lấy tĩnh chế động, y toàn thân dẫn kình chứa thế, nén khí không phát, đưa toàn bộ nội lực vào hàm răng. Muốn luyện được môn võ công này thì hàm răng phải chắc khỏe, mà muốn hàm răng chắc khỏe thì phải đánh răng mỗi ngày 7 lần, 7 lần 7, 49 lần trong vòng 1 tuần. Trong vòng 1 năm thì không biết bao nhiêu lần, nói tóm lại là cũng không biết tốn bao nhiêu tiền và kem đánh răng rồi đó hả? Đây là trái dừa. Trái dừa. Hay, hay quá. Vỗ tay, hay quá. Tốt lắm. Dừa mà nhầm nhò gì? Sở trường của ta là nhai kim loại. Wow, quá dữ. Hôm nay ta sẽ nhai cây kiếm này. Công trung nguyên chiêu thức linh hoạt mạnh mẽ khác thường, càng luyện sẽ trở thành mình độc gia sắc, trong chiến đấu có thể giảm nhẹ tổn thương mà đối phương gây ra. Chỉ có một khuyết điểm duy nhất là mỗi lần biểu diễn phải tốn công chạy ra chợ mua bột nghệ về sức lên người đó hả? Ta là người minh độc gia sắc, đau thương bất cập, ta có thể chứng không đi chơi thảm đinh, nhưng môn này đã nhiều người luyện thành công, vì vậy ta đã nâng nó lên một tầm cao mới, đó là đạp đinh bằng máu. Wow, hay hay.
Cố lên đệ tử. Hai. Hai. Trời ơi. Kinh thiệt sư phụ ơi, kinh thiệt. Bản thân ta còn chưa dạy nó mà. Sư huynh có thể nói cho đại biết cảm giác của sư huynh bây giờ được không? Đau. Kỳ sư phụ, phải nói là cả đau. Sư phụ, bàn đêm thường ngày con đâu? Bàn đêm thường ngày hả? Sáng thấy dơ đem giặt rồi. Mới đóng là con bàn đêm mới đó, thấy tao thương con ghê chưa? Một năm. Trời ơi, bị đâm đít rồi còn đánh đề nữa hả? Ông chừng cần cứu đi cha. Chờ chút xíu. Alo, là bên tôi, một chiếc cấp cứu tới giữa đường Isro. Sư phụ ơi, ông tự đi vô luôn rồi, kêu cấp cứu chi vậy? Kêu cho nó hợp lý với tình huống thôi. Bây giờ ta sẽ đến với bộ môn cuối cùng, bộ môn tuyệt đỉnh nhất. Wow. Được mang tên Thiết Đầu Công. Wow. Ê, Thiết Đầu Công là môn cung phu thuộc ngoại công dương cương kết hợp khí công nội liễm. Tuy nói môn này thuộc dòng ngoại công, tức là sử dụng sự cường kỳ của cơ cấu bên ngoài, nhưng cũng phải kết hợp được lực khí thần ở bên trong mới có thể đạt được thành tựu viên mãn đó. Ôi, sư phụ, sao thấy giới thiệu rồi mà chưa xuất hiện vậy sư phụ? Hồi nãy hai thằng kia xuất hiện, nó đứng ở trong nó đọc giùm, bây giờ tới nó rồi, ai đâu mà đọc. Đọc xong nó mới ra. Ra đi con. Ra. Hay quá sư huynh ơi, muốn học được môn võ công này phải nhà tan cửa nát. Ủa sao sư huynh? Bởi vì ở trong nhà thấy cái gì đập cái đó, đập chừng nào nó bánh nhà thì thành công. Nhà đặc biệt là phải đập đá thường xuyên. Hey, sư huynh chơi chất kích thích hả sư huynh? Đập bảy đá này mấy trăm ký một miếng, hiểu chưa? Các sư đệ, yeah. Lên nha, lên. Đập đi. Đập đi. Đưa đây cha. Lùng quá đập không tới đúng không? Để tôi. Đi ơi. Đập đi. Hay quá. Sư phụ, ổng sao vậy? Cứ mỗi lần nó đập là nó phải đập vài món, chứ đập một món không có xi nhê. Chờ xíu tay vô trong thì kiếm trái cây ra cho đập. Trái cây hả? Trái cây mới hết được. Đi sư huynh, nhanh lên sư huynh, đập đi. Ai đưa nó trái sầu riêng vậy? Của con. Xin lỗi, ta ra hơi chậm. Ê sư huynh, nó xỉu luôn rồi. À, có cách rồi. Cấp cứu. Alo, cho chiếc cấp cứu tới địa điểm quen thuộc nha. Sư phụ, ông đi vô luôn rồi, gọi chi nữa vậy? Nó vô cho hợp lý với tình huống đầu, hiểu không? Nói chung là mấy bộ môn ở đây hay lắm, tại vì đệ tử của ta nó không làm đúng ý của ta thôi. Con cứ vô tập đi, ta sẽ đào tạo cho con tốt hơn tụi nó. Ta thấy nghe theo lời của ngươi nên mới xảy ra chuyện như vậy đó. Ê, không có nói bậy nghe chưa? Ta tận mắt chứng kiến, còn bậy gì nữa, ngươi còn chối nữa. Ta nghĩ từ đầu rồi, thì ra là vào võ đường này không phải để tầm sư học đạo, mà muốn quậy chứ gì. Sai rồi, đệ tử đâu? Dạ. Nó ghẹo sư phụ kìa. Chơi nó. Chơi nó. Rồi. Ngươi không nhận ra ta hả? Sư trụ trì. Gì? Tha xin lỗi, đại sư huynh. Đại sư huynh tha mày. Đại sư huynh cải trang ở đây chi vậy? Nếu ta không cải trang thì làm sao thấy những trò lừa đảo của ngươi? Quan quá, quan cho đệ quá. Từ lúc sư phụ mất đi, rồi đại sư huynh cũng biết nhau biệt tích. Một mình đệ cai quản nguyên cái võ đường này. Đệ phải làm như vậy để có tiền duy trì võ đường. Duy trì mà làm những trò lừa đảo như vậy à? Muốn lấy công chuộc tội thì phải kêu tất cả anh em về đây, ta có chuyện muốn nói. Dạ. Loa. Toàn thể anh em đang phát tờ rơi ở khu vực quận huyện phường khắp xã, hãy mau mau tụ tập về võ đường Ipro.
Đại sư huynh có lời muốn truyền đáp. Vô đi. Sao nghe tiếng xe đông quá, ra có mấy người vậy? Dạ chạy quá tốc độ bị công an bắt mớ rồi. Ôi anh em, các anh em hãy cùng ta tham dự đại hội Tiểu Lâm Hội. Và bây giờ hãy cùng ta duy trì trực kỷ công phu. It's roll. Hey, 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 it's roll. Ủa, tại sao lại có cục đá ở đây vậy? Đúng theo trong chỉ dẫn là đi hết con đường mòn này sẽ đến nơi ở của bộ tộc Lô Sắc, một bộ tộc ít người sinh sống, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Họ có tín ngưỡng tuyệt đối vào thần linh. Chỉ cần tìm được họ, mình sẽ nổi tiếng. Mình sẽ nổi tiếng nếu tìm được họ. Vô, vô, mọi người ơi, qua 3 giờ nữa rồi, dậy thôi mọi người ơi. Mọi người, chào vị trí.
mọi người hãy cầu xin thần linh để cho mọi người đều có lá bạc hà trong tay. Nếu như ai không có lá sẽ bị quyền rủa và dẫn đến cái chết. Nghi thức bạc lá bắt đầu. Lá bạc hà trong thùng, thời khắc hồi hộp vô cùng, cả một đám ngồi nhìn vô thùng, ngó qua thấy ai cũng đang rung. Đôi xe phát từng người thôi mà, trong tay ta đang nắm một thùng đây nè. Mọi người xếp hàng một đi mà, rồi chờ ta phát lá. Mày có lá rồi mày mừng đi, mày có lá rồi mày cười đi, mày có lá rồi mày phải la 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 la. Mày có lá rồi mày mừng chưa, mày có lá rồi mày cười chưa, tụi bay có lá tụi bay mừng chưa, còn tao hết lá. Hết la luôn rồi. Bây giờ phải làm sao? Làm sao? Đi tao đi. Cha yên tâm đi, để con lên tặng đá còn hai lá cho cha. Đúng rồi, hết la chúng ta phải đi hai la. Đội hình hai la chuẩn bị. Đi lên! Go lên! Go lên! Go lên! Go lên! Go lên! Mọi người đều có lá, chỉ riêng một người phụ nữ duy nhất ở bộ lạc này không có lá. Bộ lạc này sắp tuyệt chủng rồi. Hay quá. Mày không thể chết được, mày không thể chết được. Ami, mày không có chết đâu, mày ăn cái lá của tao đi. Con trai à, nó là vợ của con, nó không bao giờ làm như vậy đâu. Làm sao không làm? Ami sống rồi. Ôi thần linh ơi, còn đâu là tình nghĩa vợ chồng. Con trai cha, ta còn có tình cha. Để ta nghĩ cách cứu con. Nghĩ cách đi, nghĩ cách đi thằng chó. Nghĩ cách đi thằng. Không cần phải nghĩ cách đâu. Ngày mai bộ tập hết lá rồi thì cả bộ tập cũng chết thôi. Rồi. Bây giờ sao thằng chó? Bây giờ mình ra ngoài mình hái lá bạc hà đi. Tàng đa này là ranh giới của bộ tập. Bất cứ ai vượt qua nó trong vòng 5 giây mà không quay trở vô kịp là chết không toàn thay luôn. Chết hết. Đây. Bây giờ đi. Dạ. Còn cách nào khác hay hơn không? Dạ. Ba thằng bay vô đây. Bây giờ con ngày nay giờ con đứa nào không suy nghĩ được không? Ban bình luận vô đây. Người ta là của bộ tộc khác. Ta lộn rồi, nhầm rồi. Bây giờ, từ nay tới giờ còn ai đúng không? Còn ai không có cách không? Ta có cách từ sáng giờ rồi. Nhưng mà ta không tiện nói ra. Ta để có cách, con có cách nào hay hơn ta không thôi. Từ lâu ta đã biết cho con ngày hôm nay, cho nên ta đã chuẩn bị ra được một thứ. Mọi người, coi đây. Con hiểu rồi. Mọi người ơi, ra đây thắt cổ chết chung nè. Cái gì vậy? Cái này là cái máy dịch chuyển tức thời đó. Nó có thể cứu sống cả bộ tộc này luôn. Nhưng mà ta chưa có sử dụng lần nào đâu. Hôm nay ta sẽ hướng dẫn sử dụng cho các con. Ta cần có hai người cầm hai đầu dây kéo ra thật căng. Con. Rồi, kéo ra, vô đội hình. Rồi, sau đó cần có một người đứng vô cho căng như vậy. Hai người đằng sau, dính. Đó. Rồi, tụi con hiểu tới khúc này chưa? Một, hai, ba, bốn. Cái gì vậy? Chưa chỉ xong mà.
làm lại đi. Mọi người đã hiểu cách rồi đó. Bây giờ cứ ra một người giỏi nhất bay chuyến bay đầu tiên đi. Để tao đi luôn cho. Con trai à, nếu như lần này tao ra đi không quay trở về được thì con phải thay ta chăm sóc cho bộ tông này. Dạ. Trời ơi là trời, 5 năm trời trốn trong rừng đi tìm bộ tộc Lô Sắc. Dép đã mòn, chân đã mỏi, mà sao bộ tộc Lô Sắc đâu vẫn không thấy vậy? Trời ơi là trời. Đào, bộ tộc Lô Sắc. Anh trai, cho hỏi ở đây phải là tát vô mặt bây giờ. Tao là con gái nha mày. Chị, ở đây bộ tộc Lô Sắc hả chị? Ủa, mày là bộ tộc nào? Tao là... Mọi người ơi, ta về rồi đây. Sao ông giàu quá vậy? Hả? Giàu cái gì, cái chuyện nó bình thường thôi. Ngày xưa giờ ở trong bộ tộc mấy cái này tương đâu đồ bỏ. Ra ngoài đường mới biết nó mắc còn hơn kim cương nữa. Bây giờ tao giàu nhất nhì thế giới luôn rồi. Hôm nay tao về đây dắt mọi người đi ăn chơi nè. Cái gì? Khoan khoan, cho hỏi cái tự nhiên cái tôi vô đây tôi đứng vậy không hả? Rồi đi vậy thôi hả? Mày là ai vậy? À, tôi là cái nhà thám hiểm á, chuyên đi nghiên cứu những cái vùng đất, những cái nơi, những thôi cái vậy bộ... thích dài dòng á, đi phượt phải không? À, nó đó. Yên tâm đi, từ nay ta sẽ trao lại cho ngươi cái chức tộc trưởng của bộ tộc Lô Sắc. Có điều cái bộ tộc này có một người thôi. Đi anh em ơi. Cuối cùng cũng tìm được bộ tộc Lô Sắc. Mình làm tộc trưởng luôn. Ủa gì chất quá vậy? Không lẽ người cuối cùng của bộ tộc Lô Sắc Lô là tôi sao? Thần linh ơi! Anh cho em hỏi cái đường ra khỏi cái khu này ở chỗ nào anh? Tôi còn không biết đường ra nữa nè. Trời, thằng kia nó biểu bước qua cục đá chết đó. Em đi vòng vòng nãy giờ chưa qua được cục đá luôn. Và đó chính là X-Pro, kính thưa quý vị và các bạn. Và bây giờ sẽ là phần đánh giá nhận xét của Tiếu Lâm ban giám khảo. Chỉ còn hơn 1 giờ đồng hồ nữa, thời khắc nhật thực sẽ đến. Bóng tối sẽ bao trùm tất cả. Và đây sẽ là cơ hội tốt nhất để ta hủy diệt cả thế giới. Ê, Satan, đã có ta ở đây, ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được ý đồ của mình đâu.
chỉ dựa vào một mình ngươi mà thắng được ta. Nếu như một mình ngươi mà thắng được ta thì hết luôn, không có còn gì để mà coi nữa đâu. Hết cái còn đỡ hơn để cho ngươi hủy diệt hết thế giới này. Hãy đỡ. Ngươi sẽ không bao giờ thắng nổi ta đâu. Ngươi sẽ không bao giờ thắng nổi ta đâu. Hắn nói đúng. Một mình ta không thể nào chiến thắng được hắn. Ta cần phải có sự trợ giúp. Hãy xem đây, kinh chuyện tức ta. Hắn cái, ta đã đến được nơi cần đến, nhanh như trở lòng bàn tay. Anh cho xin 200.000 tiền chuyển cảnh đi. Muốn tiêu diệt được quỷ Sa Tăng thì ta phải tập hợp đủ 3 loài ma hùng mạnh hợp sức với ta. Và nghĩa địa này chính là nơi ta cần đến. Nơi đây thật âm u và nguy hiểm. Ta vừa mới nghe mùi tử khí, có lẽ một con ma hùng mạnh vừa mới xuất hiện. Ma Cà Tưng à, đây đúng là loài ma mà ta đang cần thu phục. Ta sẽ thu phục nhà ngươi, Ma Cà Tưng. Anh Tưng, Tưng, anh Tưng, ra ra, nhờ nhờ em giúp cái. Anh Tưng ơi, thế giới đang lâm nguy. Tưng ơi, Tưng ơi, Tưng ơi, thế giới lâm nguy. Anh sử dụng mật thư à? Mày lụm lên chi vậy? Tưng, anh Tưng, Tưng ơi, trễ giờ rồi anh Tưng ơi. Sắp nhật thực. Cái gì không ra nói chuyện với ta đã viết giấy hoài à? Mày lụm chi nữa vậy? Bây giờ ông có ra đi không? Tôi phá nát nhà ông bây giờ. Phát. Tôi á, mà không vì cái nền hòa bình của thế giới này, tôi phá nát nhà ông rồi. Mày kiên trì thiệt. Ha, trong mi cũng lợi hại đó. Tiếp kêu. Ngon, bước vô đây. Vô lẹ đi ông nội, sao đứng im vậy? Nhảy mạnh quá cắn răng. Con ma Cà Tưng mà nhảy cắn. Con ma gì tào lao vậy? Im đi. Dám coi thường tao hả? Chứ cái gì nữa? Con ma Cà Tưng mà nín thở không bao giờ nó thấy mình được. Thấy chưa? Tao không thấy thôi chứ tao nghe mà. Đúng rồi, tự nhiên nói chỉ cho nó nghe. Tao coi mày đứng lên sao. Đứng lên, đứng lên đi Tưng ơi. Đứng lên quýt thêm hẹp nữa Tưng ơi. Nhào vô Tưng ơi. Tưng ơi, chơi hiệp nữa không Tưng ơi? Tưng ơi, Tưng ơi, buông ta ra, buông ta. Giữ giùm cái để nó móc móc khó quá. Trong sách ghi rằng muốn thiết kế được Ma Cà Tưng. Anh đừng nhảy giùm đọc sách cho anh. Tao có nhảy đâu.
Quên, xin lỗi sợ. Ê Tân, Trái Kỳ, cách nào để thu phục được ma sói? Nói bình thường cho lẹ đi. Không có biết. Chưa giờ không có ai thu phục được nó đó. Mệt ghê. Ê sói. Ừ. Theo anh đi, anh tặng cho cây son bóng. Em đã theo đi anh. Dễ dãi, dễ sợ luôn. Em dễ sa ngã lắm. Đợi tôi thu phục được ba con rồi đó nha. Nhanh lên đi, sắp hết thời gian rồi. Nào, các bạn, chúng ta hãy cùng nhau lên đường tiêu diệt quỷ Satan. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Chạy đi, chạy đi. Chạy đi, chạy đi. Ai đó? Ai đó? Cô kia, cô là ma gì khiến các loại ma khác khiếp sợ? Tôi hỏi cô đó, cô là ma gì? Ma cô. Ông nội, ông chuyển cảnh ông ra đây gì nữa? Kiếm sống mưu sinh thôi. Satan, Satan, Satan. Vậy là chúng ta đã gặp lại nhau. Anh chơi vui ha. Em đi, có gì em đi trước. Anh Phan, xí xí cây. Cái khung này còn xài không? Ấy em mượn em đi chuyển cảnh cho nhóm sau ha. Kiếm thêm thu nhập thôi mà. Satan, hôm nay ta đã tập hợp đủ các bạn bè của ta và ta quyết sẽ tiêu diệt ngươi. Ngươi nghĩ sức mạnh của ngươi và sức mạnh ba con ma này có thể thắng được ta hay sao? Đừng sợ nó, các bạn hãy hợp sức với ta tiêu diệt quỷ Satan. Không, lên các bạn. Không. Thật ra thì với sức mạnh của ba chúng tôi thì không thể nào làm gì được nó. Bởi vì sinh khí của chúng tôi là do nó hút, bởi vậy nó mới mạnh được như vậy đó. Và điều đặc biệt nữa là sự tồn tại của chúng là do ta bảo bọc. Người hiểu không? Con người ngu ngốc kia. Chẳng lẽ không có cách nào tiêu diệt được quỷ Satan hay sao? Còn một cách, đó là anh hãy giết chết ba chúng em. Lúc đó thì hắn mới cạn kiệt nguồn sinh lực. Lúc đó anh mới có thể giết được hắn thôi. Sao? Người dám không? Dám không? Hãy giết chúng tôi đi. Hãy giết chúng tôi đi. Ta không thể nào giết các bạn được. Đó, các người thấy chưa? Con người quá là yếu đuối. Tiêu diệt con người này và hãy cùng ta thống trị cả thế giới. Nhanh lên, giết hắn đi, giết hắn đi, giết hắn đi. Các bạn điên rồi à? Các ngươi, tại sao các ngươi lại phản bội ta? Ta làm những điều đó là vì các ngươi. Ta muốn thống trị cả thế giới là vì các ngươi. Các ngươi có hiểu không? Nhưng chúng tôi không muốn điều đó. Điều chúng tôi muốn rất đơn giản là mỗi ngày tỉnh dậy được cùng nhau chơi đùa như ngày xưa. Ông có hiểu hay không? Tham vọng của ngài quá lớn nên lúc nào ngài cũng sống trong cô đơn. Ngài có vui khi ngài là bá chủ thiên hạ, nhưng mà bên cạnh ngài không có một người bạn. Không, không, ta là quỷ, ta không bao giờ có bạn.
ta không bao giờ có bạn. Chính vì sự độc tài và độc ác của ngươi, cho nên ngươi không bao giờ có được những người bạn. Phải, ta quá độc ác, ta quá độc tài, cho nên không ai dám đến gần ta, không ai đến chơi chung với ta. Và bây giờ tất cả những người bạn thân thiết nhất của ta cũng bỏ ta mà đi. Vậy ta còn sống trên đời này làm gì nữa? Ta còn sống trên đời này làm gì nữa? Đánh đi ông nội. Thấy quỷ đạo Satan nào ngồi khóc không? Đây là quyền lực của mình. Mấy tụi nó có chết đâu. Thôi ngồi vậy đi mấy ông nội. Trời ơi, ma mà lấy cái kiếm đâu có họ chết. Bộ đậu mới đâm ba bốn cái mà không chết rồi mày nha. Đừng có khóc nữa mà. Ủa mấy bạn chưa có chết à? Thử bạn thôi chứ tôi đâu có dễ chết vậy. Thôi đến đi. Đến đi. Ông ta là quỷ gia tăng. Ta không bao giờ ta khóc. Mà một khi ta khóc là ta không bao giờ nín được. Ta không chịu đâu. Phải làm sao? Ta không có chịu đâu. Nín mà nín đi. Thương nè, thương thương nè. Thôi nín rồi. Ủa này là gì vậy? Tự nhiên đang khóc xối xả chụm vô một cái, tự nhiên nước mắt đâu hút hết trơn luôn à. Ủa cái này là gì vậy? Khăn giấy tình bạn kết nối mọi yêu thương. Rất dễ thương, rất hài hước, đó chính là những anh chàng của nhóm kịch X Pro. Quá xuất sắc, đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, quảng cáo giấy. Chính xác luôn, rất hay một. Các bạn đã lấy lại cái phong độ của cái tuần đầu tiên. Không cần phải nhiều người trên sân khấu, chỉ có mấy nhân vật này thôi mà câu chuyện các bạn tải rất là dễ thương. Tôi không đồng ý lắm là gì? Kịch bản hay thì dù cho ít người hay nhiều người mà các bạn gắn kết lại được thì nó vẫn tuyệt vời. Chị hiểu lầm cái câu nói của em rồi, có nghĩa là cái tiết mục này không cần các bạn nhiều người, các bạn có bao nhiêu đây mà các bạn vẫn làm hay. Không không, chị vẫn đó, chị đó. Vẫn nhưng mà chứ không phải vẫn là những tiết mục mà đông người mới hay. Nhưng mà không, cái này chị ý em bạn vậy. Tốt, chị nói là nếu mà kịch bản dạ, tốt á thì là rồi, đông người, thành ra là các bạn cứ yên tâm. Từng vai thể hiện rất là tốt. Đài từ của các bạn cũng rất là rõ ràng. Thật ra thì nó cũng hơi bị nhẹ về cái chủ đề là quảng cáo. Tuy nhiên, tiết mục thì rất là hấp dẫn, rất là xuất sắc. Các bạn diễn rất tốt. Để tìm một kịch bản toàn là thanh niên khó lắm chứ không phải giỡn đâu. Nhưng hôm nay là các bạn đã làm rất đẹp. Tính cách nhân vật của bạn rõ ràng, các bạn rõ ràng lắm. Tôi tin là các cháu sẽ làm tốt và thấy tốt hơn nữa kìa. Cái sở trường của cái nhóm này là hài tình huống. Các bạn dùng cái duyên hài của cá nhân. Nhưng tôi vẫn muốn đòi hỏi các bạn thêm một chút xíu nữa về cái sự chỉnh chu, về bố cục. Minh Nhí đã nói rằng là cuối cùng thì cũng có cái xí quảng cáo. Cái này là ưu ái, cho qua nhưng tôi không cho qua được. Các bạn, cái này gọi là thủ đoạn, lợi dụng cái kết đó để có cái tiếng quảng cáo đó vô luôn. Ê, không có lừa được ban giám khảo đâu nha. Ý cổ muốn nói là các bạn thủ đoạn nhưng mà các bạn thủ đoạn thông minh. Quá thông minh. Nhưng mà trong nghệ thuật phải có thủ đoạn. Cái thủ đoạn này là dạ, cái sự nháy nháy à? Thầy với cô, con nghĩ là đây không thể nào là thủ đoạn được mà là các anh thông minh hơn là thủ đoạn. Không, mình phải dùng cái chữ thủ đoạn nháy nháy. Cái khăn giấy và nguyên câu chuyện này hoàn toàn nó khác xa nhau, không dính dáng gì cả. Cho nên tôi nói các bạn quá thông minh và tôi chấp nhận các bạn cái điểm đó. Dạ, cái này thì riêng với Vân Trang thì Vân Trang lại có một cái ý kiến hơi khác với phía ban giám khảo thầy Minh Nhí và cô Thanh Thủy nhiều. Đây mới chính là xu hướng quảng cáo của thế giới bây giờ. Cuối cùng cái miếng khăn giấy là miếng khăn giấy tình bạn. Cái đó là cái một cái slogan rất là hay mà Trang nghĩ là Trang rất là thích cái kịch bản này cho cái tiêu chí là quảng cáo của mình. Bản thân Thư cũng đã làm một kịch bản như vậy. Hawasa của Thư lạc trên đảo Quang,
tiêu chí là vui, đầu tiên là vui, vui và dẫn dắt nhiều cái bất ngờ, nhiều cái tình huống tới liên tục. Đây, 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 xe phụ đi, đổi ca đi, mỏi tay quá rồi. Ôi, chân đi, đây, xe. Có lửa đúng không? Trời ơi, đơn giản rồi nè. Sản phẩm đặc biệt của chúng tôi, nếu các bạn muốn có lửa thì đã có hộp quẹt siêu cấp. Một cái mà Thư rất là trân trọng nhóm X-Pro của mình đó là tinh thần huynh đệ. Và Thư mong mình hãy giữ cái tinh thần đó để đi tiếp tục những số sau phải hay hơn vậy nữa. Cực đã. Cái hài cuối cùng chúng ta đánh mạnh đó là quảng cáo một cách rất là bất ngờ, không bao giờ nghĩ tới được. Và em cũng thắc mắc và không hiểu làm sao mà các anh có thể nghĩ được cái tình tiết này. Anh trưởng nhóm, ai cũng duyên dáng hết, nhưng mà đối với em, anh là người duyên dáng nhất. Nhưng mà tôi không có thích cái anh sói ca đó rồi đó. Kệ chị, nhưng mà em thích anh nhưng mà thôi. Em thích anh chính giữa đó là tại vì anh diễn như là không diễn nha. Mặc dù nhiều khi thấy là anh xì hoài đó, nhưng mà mọi người vẫn đúng, cười theo cái cười của anh. Cảm ơn ba bình luận rất nhiều. Và rõ ràng đó chính là những thủ thuật thông minh của nhóm X-Pro cùng với sự cập nhật rất hiện đại của phương thức quảng cáo của thế giới đang rất ưa chuộng. Đã sắp xếp sẵn sàng. Sẵn sao? Sẵn em đã rưới khắp nơi. Tốt. Thằng em tới đâu rồi? Dạ em không biết. Nó mới đi sau lưng em mà. Kiểm tra rồi. Ê, kiếm! Ôi! Cái gì vậy? Mày tính giết tao hả? Mày ăn mặc gì cậu cây? Mày biết cái gì? Đây là kế hoạch của bọn tao. Kế hoạch gì? Chút xíu nữa đi mày biết. Yên tâm đi. Trời ơi. Sao anh hai? Thấy em giống chưa? Mày lầm hay sợ thiệt luôn á. Nhìn em đáng sợ lắm đúng không? Ừ. Vậy em tự tin hơn rồi. Rồi. Bây giờ anh hai cứ yên tâm, em sẽ làm hết sức mình. Anh hai nhớ nha, chừng nào mà em ra ám hiệu là anh hai phải ập vô nha. Rồi, tất cả tiến hành. Đó. Deep in the jungle, in the land of adventure lives Tarzan. Con phải cố gắng tập luyện võ nghệ thật giỏi để cùng ta bảo vệ kho báu nghe chưa? Các con hãy bắt đầu tập luyện võ nghệ đi. Qua đã. Ủa con khỉ thì con khỉ nào mà chưa từng thấy trong bầy đàn vậy? Alo anh hai. Sao anh nói anh Mai em bộ đồ giống đám khỉ lắm. Em mặc vô không dính dáng gì tụi nó như vậy anh hai. Trời ơi, cái đồ khỉ mắc lắm. Tao mướn cho mày cái bộ đồ con mèo đó. Ráng làm cho nó tin đi. Tao tin ở mày. Good luck. Ông nội ơi, vậy thôi ông mướn con thì bình thường thôi. Mướn gì như Hello Kitty vậy ông nội. Khỉ không hiểu Monkey me too you huh? Where are you from? Xa bà con xa. Bà con xa. Bà con xa. Các con hãy làm nghi thức chào hỏi bà con xa đi. Ôi, Được rồi. Bà con xa. Vui không? Thôi, thôi được rồi, các con lấy vòng ra tập luyện võ nghệ. Nhanh lên.
tập luyện võ nghệ là các con phải bay qua cái vòng này và giả vô mặt bà con sao một cái, nghe chưa? Nó nhảy qua, tự nhiên nó giả mặt người ta, phải cho người ta nhảy qua chứ. Các con ta nhảy rồi, nhảy thôi, bắt đầu thôi. Rồi, cảm ơn bà con Sa đã đến đây tập luyện võ nghệ cùng chúng tôi. Cảm ơn. Thôi, vô các con ơi. Chào nha. Anh Hai. Alo. Sao ông sao vậy? Ông chạy tôi vô, ông kêu tôi nói là bà con Sa tụi nó bạo hành gia đình tôi kìa. Mày làm không được á, tao bạo hành mày còn ghê hơn nữa. Ráng làm đi. Biết rồi. Bạn bạn tôi hả? Dễ thương. Bà con Sa, bà con Sa. Không có đánh nữa đâu, không có đánh nữa đâu. Tặng nè, tặng. Kho báu á, kho báu. Đem về rừng của bà con sao đi nha. Đi nha. Bye bye, bye bye. Anh Hai ơi, em lấy được kho báu rồi. Ập vô đi, mau lên. Nổi lửa lên. Cuối cùng, sau bao ngày vất vả tìm kiếm, ta đã bắt được lũ khỉ này. Ở ngoài thì tao phun lửa, ở trong thì tao phun thuốc mê. Đặc biệt tao còn cài nổi gián ở bên trong nữa, thì làm sao mà tụi bay thoát được. Ủa mà Phạt, nhắc tới nổi gián tao nhớ, thằng em tao đâu rồi? Em không biết. Đi kiếm. Dạ, đi cái kiếm, con nào quái mèo đó là kiếm nó là mình ra. Em nó nè. Mày chui vô đây chứ vậy? Ông nội ơi, không chui vô sao vụ tụi nó chui vô được. Đi ra liền đi. Từ từ, tụi nó đang nhiễm thuốc mê. Để từ từ nó tỉnh dậy là nó hốt xác em luôn bây giờ. Ngủ đi, một giấc bình thường. Ngà ơi có nhớ Thùy Dương mấy bờ. Cây dài bóng xế ngả nghiêng. Quạt đây. Kho báu của anh đâu? Cho em rút. Nhanh lên, nhanh lên. Đây à. Mày giấu ở đâu vậy? Đây nè, nó đã giao kho báu cho em rồi đó. Coi được chưa? Trời ơi, cái gì đấy? Mấy cái hạt mầm này là kho báu cái gì? Ủa ai biết đâu? Thấy nó làm tới ghê lắm, nó giấu. Ra. Tưởng kho báu. Mày điên hả? Sao mày không mở ra? Ông thử ông giả dạng ông chui vô nguyên đám nó coi, lúc đó nó đưa rồi rảnh quá ngồi mở ra. Vậy bây giờ phải làm sao bây giờ? Thì giờ ông bắt được tụi nó rồi nè. Rồi từ từ đi. Ông tính cách nào đó rồi đợi nó tỉnh dậy, tra khảo nó, bắt nó dắt đi tới cái chỗ lấy kho báu, hiểu không? Đúng rồi đại ca. Không ấy bây giờ đại ca cho anh em về trại nghỉ ngơi, mấy nay anh em mệt quá. Không có gì trại gì hết trơn á. Bây giờ phải lập trại đây cho tao. Dạ. Khỉ dễ thương quá. Ê, con ê, đừng. Trời ơi. Ê, mấy con này nó hung dữ lắm, ba dặn biết bao nhiêu lần rồi. Không có được đụng vô mấy con này, đi vô ngủ lẹ lên. Mày, dắt vô ngủ coi. Rồi, hai mày đi canh bọn khỉ đi. Còn mấy kia, vô canh cha con tao ngủ. Ngủ coi. Ê, thấy không? Tỉnh lại coi. Nó thuốc mê quá, giờ nó tỉnh lại đó. Cái gì đó? Tôi nói gì vậy? Muốn cái gì con nào biết nói đi. Toilet. Thì đi tại chỗ đi.
Thôi mày mở lòng cho nó đi, đại đi. Nó làm gì vậy? Nó mắc cỡ kìa. Thôi lẹ đi. Đây nó dắt đi. Đi lẹ đi mày nói. Sao mày chưa đi đi? Làm gì vậy? Cho nó xin miếng giấy kìa. Con này ngựa dễ sợ luôn á. Bảo ra nhốt nó vô. Vô. Đưa vô. Xích cho mày. Xích lại. Để súng đồ đàng hoàng. Tao biết rồi. Thôi mày cất súng qua bên kia đi. Cái đám khỉ này khủng khiếp á. Em xuống đi. Để đâu vậy? Cất qua kia. Đem giấu gốc cây hả? Giấu, giấu vô. Tao nói cho mày nghe nha. Cái đám khỉ này nó khủng khiếp lắm. Nó khôn. Còn thiếu điều bây giờ nó khôn hơn con người luôn. Đúng rồi. Khỉ này khôn lắm. Mày thấy không? Ủa nãy tao mày đang đứng canh nó mà. Qua đây, qua đây, qua đây. Tụi nó thứ điều mà nó gần như là nó sắp thành tính rồi. Nó sắp biết nói rồi. Mày phải cẩn thận rồi xuống ống của mình. Để có chuyện gì là chết với tụi nó, biết chưa? Tao lúc nào tụi kè kè cái súng theo mà mày yên tâm. Súng mày đâu? Bỏ bên gốc cây á. Mày qua mày lấy đi. Ừ. Ê, mất tiêu mày ơi. Tao thấy súng mày rồi. Hả? Bây giờ sao? Giờ sao? Thì bây giờ nó chĩa súng rồi mày mở lòng cho nó đi. Thôi mở đại ca với giết tao mày sao? Ủa mày đứng im vậy nó bắn không có chết hả? Đó, mày thấy không? Thấy cuộc đời không? Lên voi xuống chó không ngờ được, thấy không? Kiểu này có ổng giết tao với mày luôn. Nó làm gì vậy? Dạ con mở cửa rồi đó bà nội. Bà nội chạy đi. À giữ giùm cái súng hả? Thôi khỏi đi đi. Đứng luôn trong đó đi. Đứng luôn đó đi. Mấy kia quay lại đây. Mấy kia quay lại đây. Thôi vô. Mày định trốn hả? Vô. Tụi mày khỉ sao tụi mày khôn hơn người được. Dẫn mặt với vô tao. Lại đi. Đi vô. Em ba xì. Trời, tao không biết tụi bay phải khỉ không luôn á. Thôi về đi cậu. Đi. Bay mà lỗ xộn di chuyển là tao bắn được con à. Đi game rồi nha. Nghỉ ngơi xíu đi mày. Cả ngày tao mệt quá. Ôm cái súng cẩn thận, có chuyện gì còn đỡ kịp nha. Khoan nè, tao mới nghe tiếng gì. Hình như tao nằm mơ thấy lũ khỉ đang trốn thoát hay sao á. Tao cũng vậy. Không, tụi nó còn đầy đủ đây mà. Vậy là không phải nó trốn đâu, chắc tao mày mơ á. Đúng rồi. Khoan đã. Gì nữa? Mày khóa cửa chưa? Khóa rồi. Tốt lắm. Lấy chìa khóa. Nó chôm chìa khóa tao rồi. Hả? Tại sao các người cần gì ở chúng tôi? Tại sao các người lại giết cái lũ khỉ của chúng tôi như vậy? Tôi nghe là ở đây có kho báu. Kho báu? Kho báu lớn nhất của chúng tôi đó là dương hạt mầm. Các người nhìn đi, các người đã hủy hoại khu rừng này rồi, mà do chính công sức của chính tôi đã trồng nó và giữ gìn nó. Tài sản quý giá nhất của chúng ta đó là rừng. Tại sao các người phải hủy hoại nó? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Thank you.
và cậu cảm thấy mệt mỏi, cậu sắp buồn ngủ. Vẫn chưa ngủ, như vậy thì cậu sẽ vượt qua một cánh rừng thật lớn, sau đó băng lên 7-8 ngọn núi. Và cậu mệt, cậu sắp ngủ, cậu sẽ ngủ. Vâng, tôi đã thôi miên xong. Và bây giờ sẽ tới màn người bay. Bay căn ủi đồ của tôi ra nó chơi mà nó không chịu nói, tìm gần chết à. Cái gì vậy chú Tư? Trời ơi, người ta đang làm mà. Lên xuống rồi, người ta dẹp rồi mấy ông nội. Lên cái căn nó rút ra còn diễn cái gì nữa. Cái căn đâu rồi? Trời ơi rút ra xong nói là tuột quần dám kéo luôn à. Trời ơi, dẹp cho đi chú Tư. Trời ơi, gì vậy? Trời, sao tụi con đang tập cái tiết mục ảo thuật thì chú Tư ra rồi phá vậy? Hên là tập thôi chứ cái này mà diễn thiệt một cái là coi như là tanh bành cái tiết mục luôn rồi. Diễn kỳ cục vậy? Tự nhiên lấy cái khăn ủi đồ của tôi ra, tôi còn chưa nói nữa nè. Nè, tôi nói chuyện cho mấy cậu biết nha. Nãy giờ tôi đứng ở trong là tôi thấy hết rồi đó. Mấy cậu biểu diễn siết y như vẫn chơi vậy, còn ảo thuật thì lộ người đó hết trơn hết trọi. Diễn vậy là diễn cái gì kỳ vậy? Cái đó tụi con cố ý chứ bộ. Tụi con muốn làm thành là ảo thuật siết vui nhộn. Chứ bây giờ mà làm ảo thuật thiệt, chú Tư lên mạng coi đi, mấy cái tiết mục ảo thuật người ta bây giờ người ta vạch trần ra hết rồi, giải mã hết rồi. Mình làm khán giả không có bất ngờ nữa, mình cứ làm vui đi, biết đâu khán giả người ta thích rồi người ta yêu mến người ta coi sao. Thôi đi mấy ông, mấy ông là diễn viên siếc chứ không phải là diễn viên hài. Làm ơn bỏ giùm tôi hết những cái tiết mục xàm đó đi, tập trung vô tôi những cái tiết mục nào đặc sắc nhất để chuẩn bị đi thi cuộc thi siếc toàn thành, hiểu chưa? Ba đời nhà chú làm gánh siếc, tới đời nhà chú chắc lụi tàn luôn quá. Chú gồng hết nổi rồi. Bây giờ mấy con ráng giúp chú làm sao á mà có những mục tiết mục hay nhất để mình đi thi. Nếu mà được giải á là tụi con đổi đời, rồi gánh xiếc của mình mới tồn tại được, mấy con hiểu không? Con biết rồi nhưng mà chưa có nghĩ ra được. Thôi ráng đi. Nghĩ tội nghiệp chú Tư thiệt luôn á. Mà khổ nói anh em mình không có nghĩ ra được cái trò nào hay hết trơn á. Bây giờ ráng tập trung lại nghĩ cái trò nào hay đi mọi người, chứ làm vậy là tan nát cái gánh xiếc luôn giờ á. Đúng rồi đó, phải nghĩ ra một cái trò nào đó nó hay xuất sắc. Nhưng mà trước khi nghĩ thì phải ăn cái đã. Hôm nay anh em tập luyện rất là cực khổ nên anh hai đã nấu cho anh em một món lẩu. Cái gì làm gì vậy? Hôm nay được ăn lẩu hả? Làm cái gì vậy? Mấy tháng rồi chưa có thấy cái nồi lẩu nó ra làm sao hết. Làm lố á mày ơi. Ừ thử coi. Ê, đừng đọ. Em nghe mùi chua chua. Lẩu thái hả anh hai? Lẩu thái. Mùi chua đó là của anh, sáng giờ anh chưa tắm. Trời ơi, hay, chịu khó bằng miếng quá ha. Gì vậy? Để mà. Em nghe thúi, lẩu lá thúi địch. Mày là mày cho duy nhất luôn á. Lẩu gì lá thúi địch là sao? Nó thúi. Không cho mày ăn luôn à. Đây là lẩu chao. Dịch nấu chao hả anh hai? Không phải, cá nấu chao. Ủa kỳ vậy chao, ai đem cá nấu ra mùi gì kỳ vậy? Ngon lắm. Thử đi, thử đi. Con cá đen thui lùi hả? Cá chùi kiến á. Cái gì vậy? Trời ơi, con chưa thấy ai ăn mà cá chùi kiến mà đem nấu cao. Trời ơi, miễn sao nó có thịt được rồi. Bữa giờ anh em á có ăn được thịt đâu, toàn ăn mì gói không à. Anh mới thấy vậy, anh lấy cá chùi kiến lên nấu để cho có sức để tập luyện, hiểu chưa? Thôi ăn đại đi còn hơn ăn mì gói không? Bực mình quá. Bất bình quá. Chú Tư vậy? Chú Tư cho ăn. Gì vậy chú Tư? Chú Tư cho ăn với tụi con này chú Tư. Ăn uống gì? Đang bực bình mà ăn uống gì? Làm gì chú Tư bực dữ vậy? Hôm nay là cái ngày gì đâu á, hai chuyện xui đến cùng lúc. Chuyện gì? Tao mới mua hũ chao thiếu, định ăn chay 1 tháng, quay qua quay lại mất tiêu luôn à. Còn cái chuyện này mới tức nữa nè. Mới hồi sáng tao mua con cá định đem về phóng sanh, quay qua quay lại thằng lằn nó câu mất tiêu luôn. Tức không? Chú mua cá gì? Cá chùa kiến á. Siêu thoát nha con.
quay dòm gì vậy? Linh hồn của nó vừa bay lên trời xanh. Linh hồn ai? Con cá chú định phóng xanh. Nó phóng vô nồi lẩu của con rồi. Trời đất ơi! Trời đất ơi! Con cá của tao! Con xin lỗi chú Tư, con không biết. Tưởng là chú Tư mua về tụi con ăn. Làm lẩu cá chao luôn. Trời ơi! Hủ chao của tao mày cũng làm luôn hả? Dạ. Trời ơi, cái đoàn xiếc này nào không lên là do mày. Dạ, xin lỗi chú. Trời ơi! Chú Tư lỡ nấu rồi. Chú Tư coi vớt nó lên con phóng xanh kịp không? Thôi tụi bay đói mà tụi bay ăn luôn đi. Dạ cảm ơn chú Tư. Vậy chú Tư ăn luôn đi rồi ngày mai mua cái khác cuốn. Ơi khoan đợi tao chút. Để tao chụp hình tao đăng Facebook. Chú đang vậy? Đang cảm thấy tội lỗi. Hả? Tại nơi ăn lẩu cá phóng xanh. Trời ơi! Tụi bay ăn cho vừa lòng tụi bay đi. Có rồi mọi người ơi! Có rồi! Nói vậy? Em đã suy nghĩ được một tiết mục rất là đặc sắc để anh em mình đi dự thi rồi. Tiết mục gì vậy? Anh hai cứ nhớ mà tiết mục hồi đó anh em mình làm không? Tiết mục người dẫn điện đó, nhớ không? Hay. Đúng rồi. Cái tiết mục đó hay lắm. Hay lắm và độc đáo lắm. Nếu mà đoàn mình làm á, chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Đúng rồi. Làm đi, tập liền đi. Thôi đi anh hai. Cái tiết mục đó nguyên cái đoạn mình ai không biết. Ngày xưa anh hai đã từng làm rồi. Anh thất bại nguyên cái vết mà bị điện giật kìa. Lần đó anh gần chết luôn á. Bây giờ anh muốn làm lại lần nữa cho chết hả? Cái đó là hồi đó là mình bị lỗi thôi. Bây giờ á, em đã biết cái cách để khắc phục cái lỗi đó rồi. Lỗi motor điện em đã khắc phục được rồi. Yên tâm đi, yên tâm, tin tưởng em đi mà. Cường nói đúng đó. Làm tiếp mục nữa đi. Mình chuẩn bị kỹ càng hơn chút. Chắc chắn là sẽ thành công. Đúng rồi. Thắc nào ạ? Thằng Cường đâu rồi? Tôi ở đây. Ủa? Cường sao à? Dạ, kính thưa quý vị. Quý vị hãy cho một tràng pháo tay với tiết mục Người Dẫn Điện. Rất tuyệt vời. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn. Cường ơi, thành công rồi Cường ơi. Thành công rồi. Đóng màn lại. Cái gì vậy? Anh hai ơi. Anh hai, mau lên. Anh hai, cái gì vậy? Anh hai, có sao không anh hai? Trời ơi, thằng Minh, tại sao lại là thằng Minh? Hả? Tại sao lại là nó? Anh hai sợ con gặp nguy hiểm, nên anh hai đã thay thế con để diễn tiết mục này. Và con là người đứng sẵn ở ngoài, lỡ có bất trắc gì thì con là người kết tiết mục này. Trời đất ơi, tụi bay làm cái gì vậy? Đi kêu xe cấp cứu lẹ lên! Đi đi! Anh hai ơi! Anh hai đừng có chuyện gì anh hai! Đừng gọi cấp cứu. Nếu gọi cấp cứu, mọi người sẽ biết tiết mục mình thất bại. Đoàn xiếc mình sẽ tan rã. Anh hai! Con chú, đừng gọi. Anh hai! Xe cấp cứu tới rồi, xe cấp cứu sắp tới rồi anh em ơi. Anh hai ơi, ngủ mà nghỉ mệt chút xíu mà làm gì khóc sùm hết vậy? Anh hai, điện giật lần này á nhẹ hơn lần trước. Trời ơi, thành công rồi. Đau anh nhẹ. Kính thưa quý vị khán giả, để có những tiết mục hay để biểu diễn cho quý vị khán giả ở đây xem, anh em nghệ sĩ xiếc của chúng tôi đã phải đổ rất nhiều mồ hôi, nước mắt và có thể cả máu và sinh mạng. Nhưng mà sân khấu là thánh đường.
anh em nghệ sĩ xiếc của chúng tôi sẵn sàng hy sinh vì nghệ thuật. Và tối đêm mai, ngay tại đoàn xiếc ảo thuật Ipro, chúng tôi vẫn sẽ biểu diễn một tiết mục cực kỳ nguy hiểm. Người dẫn đêm. Thật sự là phải đứng bên trong cảm thấy rất là lo. Thật sự là tưởng như đây là một tai nạn thật sự trên sân khấu. Và rất may mắn khi tất cả các nghệ sĩ đều rất an toàn và không sao cả. Cho em xin 50.000 tiền trợ diễn. Trời ơi, em chỉ có một cái ôm dành cho anh thôi. Vâng, cảm ơn tất cả các anh em trong nhóm kịch X-Pro rất là nhiều. Một nhóm xiếc thật sự trên sân khấu. Và Huỳnh Lập, tôi đã thấy những giọt nước mắt. Đầu tiên, lần đầu tiên tôi thấy Huỳnh Lập đã khóc. Cảm giác và cảm nhận của bạn như thế nào? Không nói nên lời rồi. Lập đang ngạn ngào thì cho phép Thư được chia sẻ trước. Mấy tiết mục trước của Thư, Thư cũng có cộng tác với bên đoàn xiếc, tập luyện với họ. Thì thực sự mình thấy được ở họ một cái điều là họ rất là đam mê. Đúng như là Tính đã nói là sân khấu là thánh đường. Thực sự là Thư không biết nói gì hơn. Thư rất là cảm ơn tiết mục của hôm nay của X-Pro. Cực đã. Những cái nét diễn của anh đó, nó không quá là kỹ thuật, nhưng mà cái sự mà chân thành của tụi anh đó, làm cho em phải tin hết tất cả mọi thứ. Tin hết mọi thứ và chưa bao giờ mà em cảm giác là em coi một cái tiểu phẩm mà em khóc như một đứa con nít giống như vậy. Làm cái nghề nào nó cũng cực hết. Và người nghệ sĩ nào trên sân khấu nó cũng cực hết. Nhưng mà đối với em suy nghĩ nha, khổ nhất là người nghệ sĩ xiếc, là trân quý hết tất cả những người làm xiếc. Và cũng như tất cả các anh đây đã lấy nhân vật là một người làm xiếc để dẫn đến cho khán giả biết rằng là làm nghệ thuật nó khổ như thế nào, chứ hoàn toàn không gì sung sướng hết. Cảm ơn các bạn. Còn em là cũng xuất thân từ những diễn viên xiếc ra. Chính vì vậy đây là cái tiểu phẩm mà em cảm giác là xúc động lắm. Và đây là những người anh em mà chung lớp của em, những anh mà chung thầy, những bạn mà chung lớp của em. Em tin là thầy mà thấy tụi con mà thấy tụi con mà được như vậy, chắc con nghĩ thầy hãnh diện lắm. Cũng cảm ơn các anh rất là nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Các bạn quá đáng yêu, quá dễ thương. Tại vì tôi biết đau lắm, thế mà kéo thêm một người vô nữa để mà các bạn thực hiện được một cái tiểu phẩm như vậy để cho chúng tôi được xem, để cho tất cả mọi người được thưởng thức, thì tôi nghĩ là sự hy sinh của bạn rất lớn. Các bạn đã chọn rất đúng cái điểm rơi để cho người ta cười và để cho người ta chảy nước mắt về mình. Hoan hô. Xin cảm ơn cô Tân Thủy rất nhiều ạ. Hồi nãy tôi nói thiệt là ban đầu tôi chưa bao giờ mà tôi bị lẫn lộn á. Trời này giả hay thiệt vậy trời? Này thiệt hay giả? Mà các bạn giỏi ở chỗ, nếu tôi không phải là ban giám khảo, tôi là một khán giả bình thường, thì cái tương tác của các bạn về cái chuyện diễn và chuyện khán giả tuyệt vời. Đằng sau cái ánh hào quang mà người ta tưởng rằng rất là tuyệt vời, rất là xinh đẹp, nó có bao nhiêu mảnh đời cơ cực. Rồi khi các bạn đi vào cái tình người, đặc biệt là cái sự yêu nghề, muốn giữ một tiết mục dù là tiết mục rất nguy hiểm, cái điều này làm tôi cảm thấy X-Pro các con đáng yêu vô cùng. Sự đứng lên của tất cả mọi người là quá chính xác. Còn tôi là tôi bị chết lặng. Tôi rất tự hào về nhóm X-Pro ngày hôm nay. Tôi nghĩ điểm của tôi đối với các bạn sẽ không bớt một gem nào hết. Xin cảm ơn những lời nhận xét của Tiêu Lâm ban giám khảo và Tiêu Lâm ban bình luận. Xin mời em Thư. Dạ không, em không có muốn nói gì hết. Em với Lập à đúng rồi. Ôm đi. Đây kìa, sói ca kìa. Rồi ôm anh Cường Dương đi. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay X-Pro đã căng tràn năng lượng và hy vọng tất cả mọi người sẽ tiếp thêm năng lượng cho X-Pro ở những vòng thi lần sau. Nhưng trước tiên hãy chờ đón xem tổng điểm của họ trong đêm nay là bao nhiêu. Xin mời tiếp tục theo dõi chương trình.